Good morning. Bây giờ là 8:50 sáng. Đi ra ngoài coi như thế nào. Bây giờ là 19 độ F, là khoảng âm hơn 7 độ C. Ôi giời. Mà cộng với gió nữa là âm hơn 10 độ. Âm hơn 10 độ C. Bây giờ nắng lên rồi. Nắng lên thì tuyết nó cũng tan ra rồi. Chảy ra nước rồi. Nhưng mà gió dễ sợ. Nghe tiếng gió không? Gió quá trời lớn luôn. Rồi nhớ cái nước đá hồi hôm là nó tan thành một thùng nước đá luôn rồi. Cứ ngắt luôn rồi. Cả cây cối rau là chết hết. Đi ra ngoài coi sao. Nước dưới hồ cũng đông đá luôn. Âm 10 độ C mà. Nó cũng tan tan rồi. Tại gió. Nắng với gió lên thì đá nó tan. Giờ cũng tan bớt rồi đó. Trời lạnh. Vắng tanh luôn. Rồi trong xanh chứ không có sấm gì như ngày hôm qua, nhưng mà lạnh kinh lắm. Hôm nay ai đổ rác rồi mấy người kéo thùng rác ra. Gió thật. Sổ mũi luôn rồi. Hôm qua tuyết ở đây giờ gió nó tàn hết lại. Nắng gió nó tàn hết rồi. Mấy nhà thì còn trắng. Trời thì đẹp chưa nè. Trời xanh mây trắng, lạnh kinh khủng luôn. Giờ thì tuyết trên đường nó cũng tan rồi. Ôi nó cũng còn trơn trượt trên cái sàn này. Rồi bây giờ Tám lại trở lại với công việc có bánh bột lọc. Giờ Tám sẽ làm bằng bột kim tự tháp. Bột này thì 400g bột thì họ nói là cho vô với 2 cup nước lạnh. Tám sẽ dùng cái cup Tám đông. Bây giờ Tám làm 2 gói bột nên đông vô nồi 4 cup nước. 4 cup nước lạnh. Giờ Tám cắt 2 gói bột đổ vô trong nồi nước. Quậy cho nó tan hết ra rồi bắt đầu mình nấu. Bây giờ Tám cho vô nồi bột 1 tí muối với khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Bắt đầu mình quậy cho nó tan hết ra. Tan bột vào trong nước. Bắt đầu bật lửa lên để sên bột. Mình quậy cho tới khi nào mà cảm thấy nặng tay thì bắt đầu tắt lửa và tiếp tục quậy. Quậy cho tới khi bột được thì mình nhấc ra khỏi cái bếp. Rồi bắt đầu quậy tiếp. Rồi bây giờ Tám bắt đầu gói bánh bột lọc. Nhưng còn hôm qua với lá chuối còn nữa thì Tám gói chắc đủ được 2 gói bột này. Gói cũng giống như hôm qua thôi. Tám gói hơi lớn lớn một tí cho nó mình ăn, thay vì mình ăn 2-3 cái bánh nhỏ thì ăn cái bánh lớn. Thank you.
đây cuối cùng là một khay bánh Tám đã làm xong. Còn dư lại bột mà thiếu lá chuối, Tám lấy giấy bạc, Tám gói một mớ nữa nè. Cái này chắc hóc rồi gỡ ra ăn hoặc là để rồi mình hồi mình hâm kiểu bánh bánh trần á. Thì giờ bột mình làm theo kiểu bánh gói cho nên mình không thể lấy tay mình bắt được, nên là phải lấy cái giấy bạc á, gói đỡ vô đó rồi hấp rồi mình gỡ ra. Giờ Tâm hấp một ít thử cái bột này nó như thế nào nha các bạn. Tâm hấp một ít để ăn thử thôi, còn lại thì Tâm sẽ cho vô bịch Ziploc để cất cho trong tủ đông. À, hôm sau mình có thì mình cần thì mình hấp mình ăn, tại vì bình thường Tâm không có thời gian rảnh để mà ngồi làm hai gói bột, bốn gói bột như bữa nay, mà do trời tuyết á, trời lạnh mình không đi làm được ở nhà rồi không làm gì, Tâm mới lấy ra làm sẵn làm rồi mình cất tủ đông. Mai mốt nhà mình ví dụ có tụ tập gì đông đúc hoặc có cái sự kiện gì đó thì mình có mình hấp mình mời mọi người, chứ mà nếu mình bày ra mình nấu ăn rồi mình làm bánh nữa không có thời gian các bạn. Còn đi mua thì tới 50 sen 75 sen gì đó một cái nhỏ lắm, một cái nhỏ bằng nửa cái này thôi. Mình nhà đông người thì mua bao nhiêu cho đủ. Nên thường thì Tám hay làm như vậy nè. Tám cắt tủ đông rồi có gì mình cho anh chị em. Đây là cái nhà bánh Tám đã hấp thử mấy cái. Thì cái bột của kim tự tháp này nó trong nè các bạn. Chắc là với là do khi mình Tám quậy bột hơi lâu hơn cái bột cái Vĩnh Thuận á, cho nên là cái bánh nó trong hơn mà nó vẻ nó dai hơn. Hấp thử mấy cái thôi chứ hôm qua thì hấp ăn rồi nên bữa nay không có ăn nhiều nữa. Đây là cái bánh, cái bột kim tự tháp rồi các bạn. Nhìn cũng trong cũng ngon ha. Còn Tấm gỡ thử cái mà Tấm gói bằng giấy bạc á. Nó nóng lắm, giấy bạc nó nóng lắm. Tấm gỡ ra coi thử. Nãy Tấm quên bôi dầu lên cái giấy bạc á, nên bây giờ nó hơi dính. Tấm để cho nó nguội tí cái gỡ ra. Gỡ sửa sửa nó lại giống như cái bánh mà mình làm bánh trần á. Chứ còn ăn thì nó cũng giống nhau các bạn. Điều nhìn thì nó xấu xí hơn tí. Mà không sao. Tại vì nó dư bột mình biết làm sao á. Mình làm vậy. Nhìn bất cười quá. Bây giờ Tấm đi làm đồ ăn tối. Tấm tối nay sẽ ăn món mực xào. Bát chảo lên Tấm cho một miếng dầu ô liu vô. Dầu nóng rồi thì cho hành tỏi băm. À, hôm nay Tấm lục tủ lạnh ra thì Tấm còn một ít cải ngọt. Tấm lấy cái cọng cải ngọt thôi. Ngọt với cần tây. Tấm xào lên. Xào cho nó hơi chín đi rồi Tấm sẽ cho luôn cái chỗ hành tây Tấm mới cắt nó vô luôn. Cho mực vô xào. Mực Tấm mua ở cái cô bán trước nhà thờ La Vang rất là tươi các bạn. Tấm không có ướp cái gì vô mực hết đó. Đổ vào vô xào luôn. Rồi Tấm cho Tấm chỉ nêm gia vị vô thêm thôi. Thì gia vị thì Tấm chỉ cho vô đó một muỗng hạt nêm rồi một tí bột tỏi. Vậy thôi, gia vị Tấm chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi xào chín thì cho những miếng tiêu vô là xong. Đây là dĩa mực Tấm đã xào xong. Rất là ngon. Mực nhìn rất là giòn. Bây giờ là tiết mục Tấm sẽ làm món cơm chiên. Tấm còn một ít cơm nguội. Đây là cái cục hem Tấm mua ở Costco. Cục hem này là như 9 đồng mấy á. Tấm sẽ cắt ra một miếng để chiên cơm. Thường Tấm hay mua một miếng hem như vậy để trong nhà để cần chiên cơm thì có. Tấm cắt một miếng thôi, còn thì gói lại để cất cho tủ đông. Đây là một cục hem này thì không biết mấy pound. Nhưng mà cái giá của nó nè là 9 đồng 75 cent. Giờ Tấm bắt chảo lên chiên cơm, cho dầu ô liu vô. Tấm nấu bằng dầu ô liu. Xong rồi Tấm cho hành tỏi băm vô.
Rồi hành tỏi thơm lên, thường tắm nấu dầu ô liu thì không có đợi dầu nóng, bỏ luôn hành tỏi cùng với dầu một lúc, dầu nóng rồi thì hành tỏi nó thơm. Rồi bây giờ Tâm sẽ cho hem cắt hạt lựu, lạp xưởng cắt hạt lựu vô xào. Xong rồi Tâm cho luôn cà rốt cắt hạt lựu vô luôn, xào chung ba thứ. Rồi cho luôn cái tô cơm nguội vô đây, chiên luôn. Chiên chung với hem, với lạp xưởng, với cà rốt. Vừa trộn vừa tán tán đè đè nó ra cho nó rời cái cơm ra. Trộn cho đều chín hết thì Tâm cho vô một tí hạt bột tỏi, một muỗng hạt nêm, cho luôn cái hành Tâm cắt nhỏ ra rồi vô, rồi trộn đều lên. Rồi trứng chiên thì Tâm chiên từng lớp mỏng, từng lớp mỏng, cho một ít dầu thôi, tráng chảo thôi, không có cho nhiều dầu. Xong rồi Tâm chiên một ít một. Chừng này cơm Tấm chiên 4 cái trứng. Thì chiên từng lớp mỏng xong rồi mình cắt mình bỏ vô cơm, chứ Tấm không có bỏ trứng vô chiên chung với cơm. Bây giờ là tới món cá hồi sốt cam. Cho một ít dầu dầu vô chảo, rồi chiên cá theo kiểu áp chảo thôi, không có chiên nhiều dầu. Chiên để đây, rồi sáng mai dậy Tấm sẽ sốt cam lên sau, cho ngày mai đem đi làm. Nãy giờ Tâm cũng tranh thủ nấu một nồi canh khổ qua với cá thác lát. Cá thác lát này cũng mua trước nhà thờ La Vang, rất là tươi ngon đó các bạn. Good morning. Bữa nay thì trời đó nắng ấm lên rồi, nhiệt độ vẫn còn thấp. Nhưng mà hôm nay thì mọi người trở lại công việc của mình bình thường. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là tính là độ C là khoảng âm 4 độ. Bây giờ Tấm mới ra ngoài coi có cái gì khác không. Trời vẫn còn lạnh. Âm 4 độ mà. Âm 4 độ, cây này chết rồi đó. Cây này là cây nhân ngũ của tỏi rồi. Tội ghê chứ. Những cái lá đỏ mà giờ nó chuyển sang lá màu tím cẩm đẹp luôn. Thành một cái thùng nước đá này. Thùng nước đá cứng luôn. Đắp trên là nước, dưới là đá. Nè, đậy nắp mà nó vẫn thành một thùng đá nữa không. Giống như tủ lạnh vậy đó. Nè, giống cái tủ lạnh vậy đó. Mấy thùng nước thành mấy thùng nước đá hết. Dòng sông băng này mà dòng sông là họ
đi trên dòng sông đi. Mấy cây quỳnh là chết luôn à, chín luôn. Nắng lên đẹp lắm mà nó lạnh ơi là lạnh luôn, nên nổ máy xe cho nó ấm chứ. Xe lạnh quá sợ, nổ máy chờ cho xe nó ấm nè. Ôi chà lạnh. Cái xe giống như cái tủ lạnh vậy. Lạnh ơi lạnh luôn. Mấy cái thùng nước để ngoài mà nó, mấy cái thùng nước để ngoài nó thành mấy cái thùng đá hết rồi. Cái đó mà có đồ ăn đem ra ướp trữ được, nó không có hư đâu. Để ngoài trời cũng được, không cần tủ lạnh. Trời lạnh quá là cái nó nổi cái móng ngựa lên này các bạn. Lạnh quá nó bị thiếu hơi luôn. Ông mà trời lạnh móng đi lụm rác. Lụm rác hay lụm chai chai vậy? Lụm rác làm cái công việc cho cái khu này á, để lượm rác cho cái khu này. Ôi, chiếc xe nó lạnh, cái trần xe nó lạnh, cái đầu mình nó cũng lạnh. Đi gần mấy chỗ làm rồi, nắng lắm, nắng chang chang mà lạnh. Ở hiện tại là 18, 19 độ gì, độ F á. Đổi ra độ C thì cũng âm 2, 3 độ, âm 1, 2 độ gì. Đã tới nơi rồi. Tâm đi vô làm đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye.